Chiều 27 tháng 1, hàng chục nghìn người đã tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tạo nên những hình ảnh hiếm thấy. Kết thúc buổi thi đấu thì dù đội tuyển U23 Việt Nam không giành được ngôi vô địch, tuy nhiên rất đông cổ động viên vẫn xuống đường hò reo ăn mừng thành tích mà đội tuyển đã đạt được. Đặc biệt là người dân thành phố đã có những lời chia sẻ, lời động viên gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam. Đồ rất rõ ràng bởi chiều cao tốt cầu thủ này. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Nào thì chúng ta vẫn đặt. Dù đội tuyển U23 Việt Nam không thể giành được ngôi vô địch, tuy nhiên thì đối với cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh, sau khi trận đấu kết thúc thì họ đã có những chia sẻ, những lời động viên để gửi đến những chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam. Bởi đội tuyển U23 Việt Nam đặt chân đến vòng chung kết đã là một cái niềm tự hào, một cái niềm vui sướng rất là lớn. Tiếc nuối thì mình sắp chạm đến thành công rồi, nhưng mà không sao. Em cảm thấy là Việt Nam đã giành chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ, trái tim của em và trái tim của toàn 90 triệu đồng bào Việt Nam. Em rất là vui. Các em nó thi đấu ở dưới bầu trời tuyết lạnh, thì nếu như ở bên mình mưa như thế nào, tụi em cũng quyết định ngồi ở đây để cổ vũ đến cùng. Bây giờ dù thua gì nữa, tụi em vẫn muốn ở lại đây để cùng mọi người ngắm trải những khoảnh khắc đã qua. Quá mạnh mẽ, mình quá tuyệt vời, đúng không? Quá tự hào. Mình vào đây là đúng một niềm gọi là mơ ước của Việt Nam lần đầu tiên. Việt Nam anh em mình cố lên, lần sau chứ, lần này không được thì lần sau chứ, cố gắng lên. Tôi sinh năm 1968, tới nay là 50 tuổi, nửa cuộc đời tôi mới chứng kiến được cái ngày vui toàn dân tộc ra quân với khí thế hừng hực. Tất cả con tim người dân đất Việt vẫn sát cánh với các bạn.